Ủa, chứ cha bật lên cho nóng chứ nhỉ? Chắc chưa chín đâu. Chính rồi, Nó mới sôi sơ sơ à. bớt giỡn. Thì để lâu một Kinh, yên tâm đi, chút. kinh nghiệm anh đây. Sôi nãy giờ 3 phút rồi. Bây giờ em ăn cay được không? Học. Được không? Học. Em ăn riêng rồi. Hết luôn hả? My God. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Oh my God, con tôm thật là bất ngờ. Chà đó là chà ớt hả? Cho từng muỗng từng muỗng đó anh, khả năng anh ăn cay anh chịu được chừng đó đó, mà anh ăn thêm một ly như vậy nè, tức là anh lấy có một ly nước mì thôi mà anh pha hết chừng đó rồi đó là nó sẽ Rồi. cao bằng cấp 7 á, Là hôm qua đó hả? hồi sáng Hồi tháng đó hả? đó. Còn cay dữ à? Là nửa ly đó luôn. Hay nguyên lên chai đó. Với một ly của người ta là pha cho một nồi mì, nhưng anh chỉ pha bằng có một ly nước thôi, cái ly bé tí á, ly giấy á, anh pha chừng đó nước coi là hiểu nó cay cỡ nào đó, là anh chịu cay được cỡ nào đó. Cảm ơn chồng yêu. Là chưa chín được ta, tươi chứ chưa chín nhỉ, Nó thấy nó cứ giòn giòn. nó giòn là tôm nó tươi á, nó rất là tươi luôn. Mà ăn thấy hơi ngọt á. Đúng rồi, nó thiên hướng về ngọt, anh sáng cũng có nói, nhưng mà thiên hướng về ngọt thì nó sẽ không kén người ăn, kiểu như ai ăn cũng được, nó ngọt ngọt dễ ăn kiểu gì nít ăn cũng được, Nhưng mà ăn cũng ok, cũng ngon. ngon mà Nếu mà buồn. cho em chọn thì em vẫn chọn mì, cái mì lâu nay mình ăn á. Còn cái này là chia ra, cái này là 230, là một một thùng ha. Bao nhiêu gói em? Mười gói. Vậy là 23.000 gói. Cho mì luôn hả? Tắt được chưa? Tắt được chưa? Dớt mì cũ qua. Tắt được rồi. Nếu mà thêm thì ăn được thêm giá không? Để thôi ăn hết hết đi. Ăn ở đây là thôi khỏi nóng rồi. Thiếu lỡ cỡ em không ăn được, ăn cũng ăn hết. Thì em ăn một chén thì thôi, ăn mì tôm thường. Mì tôm thường hết rồi. Mì tôm thường thì được ha. Mì tôm thường ít thôi. Cái vị này bỏ mì thường cũng ngon. Ủa, chưa tắt hả? Quên mất.